Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay bên em tiếp tục cập bến hai con điều hòa Nhật bãi, hàng cao cấp nhất của bãi Nhật rồi các bác nhé. Đây là dòng Panasonic, dòng full chức năng. Đây là dòng này là dòng viền đen các bác nhé. Đấy, dòng viền đen có mặt dâng này, Eco Lavi khử khuẩn khử mùi Nano Air. Đấy, nó full chức năng thì nó là nó những dòng cao cấp nhất rồi, nó không thiếu một cái tính năng nào cả các bác nhé. Siêu tiết kiệm điện, siêu tiết kiệm điện. Và công suất thì rất là khỏe nhá. Công suất là rất là khỏe. Hôm nay em về được hai con, hàng tuyển chọn đẹp zin như các bác nhé. Một con là đầu 50 tương đương với lại máy 18.000 PSU. Đầu 50 các bác nhé, tương đương với máy 18.000 PSU. Chạy phòng 25 đến 30 mét vuông là quá đẹp các bác nhé. Phòng 25 30 mét vuông, trần cao 3 mét rưỡi. Quá đẹp luôn. Đấy, con này là cuối năm 10, đầu năm 11. Đấy. Đây 2010, con này là đời, con này coi như đời đầu tiên của viền đen rồi. Đời đầu tiên của viền đen rồi. Rất là chất, viền đen thì các bác để ý nhé, dòng viền đen này nó chỉ có từ năm 2010 cho đến năm 2014 các bác nhé. Đấy. Máy là máy đồng bộ này. CS X501C2. Đấy, em bảo các bác rồi, cứ có chữ X ở đằng trước này thì nó sẽ là dàn xanh. Còn không có chữ X ấy, thì nó sẽ là dàn màu xám như bình thường. Chứ không phải là cứ mới tinh mà dàn nó xanh thôi nhé. Chạy lâu là dàn nó xám, không phải đâu các bác nhé. Đấy, con những chữ X ở đầu này thì là nó sẽ là dàn xanh. Đấy, em quay mặt lại trước cho các bác xem nhé. Đấy, rất là đẹp. Test dọn vệ sinh bên trong là gọi là sạch như lúc xuất xưởng này các bác nhé. Bên trong là sạch như mới rồi. Đấy, dàn nó còn đẹp như này này. Đấy, đây là những cái đuôi của chân dàn. Những cái này là cái dàn bên trong này nó có 3 lớp đồng. Đấy, đây là những cái đuôi chân nhé, chứ không phải là nó bị móp méo đâu các bác nhé. Đấy, đấy là những cái đuôi chân. Còn tí em quay lại đằng sau thì những cái chân của nó thì đấy, dàn là sạch đẹp, vệ sinh sạch sẽ và đã test chạy ngon lành hết rồi các bác nhé. Và đây con thứ hai là con máy 12.000 PSU. Các bác có thể chạy được trong vòng từ 12 cho đến 18 mét vuông. Con này là đời 2013 các bác nhé. Con này là đời 2013. Đấy. 2013. Con này thì nó chạy điện 100V. Và em sẽ báo giá luôn nhé. Cái con mà 2013 này giá sẽ là 12.500.000. 12.500.000, em bao ship và tặng kèm đổi nguồn cho các bác nhé. Tôn khiển ga là đầy đủ hết. Đấy, đây, những cái con này là những cái con máy là thuộc vào dòng VIP rồi. Đấy, nếu mà để mà nói và chơi điều hòa bãi Nhật ấy thì không con nào VIP hơn con này các bác nhé. Đấy, không con nào VIP hơn con này. Những cái con, những cái dòng nhá ấy là, thì nó chỉ là đời cao thôi. Nó chỉ là đời cao chức năng thôi, chứ nó không thể full tính năng như con này được. Và không có mặt dâng gọi là thẩm mỹ đẹp như con này được. Đấy, cái dòng điều hòa Nhật bãi thì cái dòng này là cái dòng mà nhiều người tìm nhất đấy các bác này, và là cái dòng chạy lành và khỏe nhất đấy. Đấy, vệ sinh sạch sẽ hết rồi các bác nhé. Dàn là nét nẹt luôn. Bây giờ em sẽ quay cục nóng cho các bác xem. Đấy, cục nóng các bác ạ, đẹp mướt luôn. Đấy, quay trong video thì nhìn nó khó, nhưng mà các bác mà nhìn bên ngoài ấy, các bác nhận máy nhìn bên ngoài đấy thì nó gọi là gần được như mới luôn. Toàn bộ là máy là em đã tuyển chọn rất là kỹ. Đấy, những cái hàng này là những hàng bên kia người Nhật người ta đấu giá rồi các bác nhé, chứ không phải là những cái hàng mà nó cứ chở Aloso ra ngoài bãi đâu. Đấy, những cái giá mà em báo ra cho các bác đây và những cái máy của em đây thì chắc chắn là những cái bác nào mà đang có nhu cầu mua thì sẽ mua được. Đấy, giá là rất là đẹp rồi. Con 18.000 BTU này thì giá là 15.500.000. Em bao ship, tôn khiển đầy đủ cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái dàn nó này. Đấy, con này là con 50 này là đời X, là dàn nó màu xanh nhé các bác nhé. Đấy, dàn nó màu xanh. Thế là nó dùng bao nhiêu năm rồi dàn nó cứ vẫn xanh này thôi. Chứ nó không thể nào mà lắm bác cứ hiểu nhầm bảo là cái dàn xanh này là mới mua xong là dùng lâu rồi, xong là nó nước nó chảy dần xong thì nó bạc sang màu xám thì không phải các bác nhé. Không phải đâu. Cái dàn xanh này các bác có dùng đến 30 năm thì nó cũng vẫn xanh như này. Thế là cái màu sắc của dàn này là nó không ảnh hưởng gì nhá. Màu sắc nó không nói lên được cái gì đâu.
Ví dụ bác nào thích màu dàn xanh thì đặt mua dàn xanh, mà thích như dàn kia thì mua dàn kia thôi. Cứ quan trọng là máy nó chất, máy nó zin, máy nó đẹp. Đấy. Nét căng luôn. Toàn bộ những cái đế này, đế của điều hòa là nó bằng sắt các bác, là bằng sắt đấy. Thì em sẽ sơn cho các bác một lớp sơn chống chống rỉ lên để gọi là đảm bảo về sau. Đấy, mở ra còn mới tinh luôn. Những cái máy em bán là toàn bộ chọn lọc rất kỹ rồi nhé. Các bác không bao giờ phải lo là máy mất zin hay là đã sửa chữa nhé. Toàn bộ là zin nguyên bản hết. Đấy, còn đây là dàn của cái con. À đây, cái mặt mũi đâu đây các bác. Mặt mũi của nó ấy. Đấy, mặt tiền đấy, rất là đẹp, mặt tiền của hai con. Con này em vừa tháo xong. Đấy, con 18.000, giá là 15.500.000. À quên mất, còn nói về cái vấn đề khiển cho các bác nữa. Tôn này là tôn zin rồi các bác nhé. Tôn này là tôn zin theo máy rồi. Còn cái giá em báo ấy, có cái giá em báo cho các bác ấy, tôn khiển đầy đủ là khiển này các bác nhé. Khiển này là khiển mới và em mua loại xịn. À, cũng dùng đầy đủ được tất cả các chức năng rồi các nhá. Cũng dùng được đầy đủ tất cả các chức năng của máy rồi. Không thiếu chức năng gì. Đấy, còn nếu mà bác nào muốn đẩy bãi, ở đây, em cũng nhập khá là nhiều đẩy bãi về. Đẩy bãi này em phải mua các bác nhá. Đẩy bãi này em phải mua. Cái giá em báo trên đấy là bao gồm khiển mới. Còn khiển bãi này thì các bác sẽ phải thêm cho em 300.000 nữa. Đấy, con khiển mới này em mua 200.000. Con khiển bãi này là em mua 500.000. Nếu mà là các bác đi mua thì con khiển bãi này nó phải 1 triệu cơ. Đấy, coi như là em đi, bác nào cần khiển bãi thì bảo em thì em mua, gọi là mua hộ các bác thôi. Chứ còn cái khiển bãi này em không lấy của các bác 1.000 nào cả. Em mua bao nhiêu về thì em phục vụ các bác với cái giá bằng cái giá em mua. Khiển mới cũng dùng được tất cả các chức năng nhé. Mà nhìn nó còn đẹp hơn khiển bãi. Đấy, nó cái màn hình LED nó rất to, đẹp hơn khiển bãi. Dùng được hết chức năng, chỉ có 200.000 thôi. Còn khiển bãi này của nó bọn em mua đến tận 500.000. Bác nào mà thích cái khiển gì thì bảo em để em gửi khiển đấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.